khá tốt ở trung tâm hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam. Phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Trọng tài biên ra hiệu bóng đi hết đường biên ngang. Sau khi chạm chân trung vệ của đội tuyển Malaysia. Cho đội tuyển Việt Nam một bàn thắng rất đẹp của Tuyết Dung. Tuyết Dung đã có một bàn thắng khiến chúng ta nhớ đến Văn Thị Thanh, người cũng đang là trợ lý của huấn luyện viên Takeshi tại đội tuyển quốc gia. Văn Thị Thanh đang là huấn luyện viên của Tuyết Dung ở câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam, và trước đây khi còn khoác áo đội tuyển thì Văn Thị Thanh vẫn thường xuyên có những quả đá phạt góc của hiệp 2. Ngày 5 tháng 5 thì các đội bóng ở bảng A sẽ bước vào lượt trận cuối cùng. Lại một bàn thắng nữa, cú hat-trick của Tuyết Dung. Thủ môn Junaidi có lẽ đã bị mất phương hướng và đã quá mệt trước những tình huống ra vào liên tiếp trước những quả đá phạt góc của Tuyết Dung. Cầu thủ thứ 3 tại giải đấu năm nay lập hat-trick trong một trận đấu cùng với Nisaromyen của Thái Lan và Alofor của Myanmar.